Rồi, dân xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay anh May ở Úc đại diện cho mấy anh chị để đến đây tặng quà cho bà con. Một phần quà là 10 kg gạo. Dĩ thuốc cảm ha. 10 kg gạo với một dĩ thuốc cảm. Đây là gạo này là anh May mua hồi sáng. Đây đại diện cho anh này thuốc cảm anh May. Viên thôi. Dạ. Viên hay vậy? Dạ. Đây là đại diện cho anh May và nhóm người bạn của anh May tặng chị phần quà. Rồi. À, chị. Rồi chúc nhiều sức khỏe luôn. Rồi, Chung. Dạ. Con cảm ơn ạ. Thuốc có hay đó. Cô. À, em cảm ơn anh May với em cảm ơn. Ai cái gửi cho đó, gửi cho người kia một phần nữa. Dạ. Nãy xin mới xin giùm. Luôn đi con Minh. Còn cảm ơn luôn anh. Dạ, okay. Của bé nhỏ, con cậu con Minh nổi không? Nè, ôm nghe quá đây. Mạnh lên. Này là thuốc này là thuốc cảm nha, nói với mẹ vậy nha. Mẹ với cha đi bán không có nhà. Còn mà ba người nữa anh ơi. Đợi xíu. Rồi chào chị, đây em thay mặt anh May và nhóm những người bạn của anh May gửi tặng chị phần quà. Cảm ơn anh nhiều nha. Đây, anh May mỗi lần bệnh uống viên thôi. Này là thuốc cảm mà chị, uống một lần viên thôi nha. Rồi chúc chị nhiều sức khỏe. Rồi em cũng gửi chị phần quà lấy Thảo. Cảm ơn nha. Uống lần viên thôi nha. Đây là thuốc cảm nha. Giúp gì trong mặt nước đầu này kia đó. Chị cảm ơn nha. Rồi. Em gửi chị phần quà. Cảm mỗi ơn. Ngày mỗi lần bệnh nó uống viên thôi cảm. Rồi, cảm ơn. Ăn no hả uống nha. Đây là anh Sáu của dân xin giùm cho cái nhà ở trong kia nước ngập. Đầu. Anh có mua thứ của hổm viên thứ của hổm anh nói không? Tặng vài viên. Rồi em gọi. Ở kia hả? Ở kia. Rồi, còn bao nhiêu? Dạ. Còn bao nhiêu đây thì mấy anh chị em có dân sẽ đi chỗ mũi sâu vùng xa mình tặng. Rồi chạy cho. Rồi xuống đi em. Rồi nó chạy cho trời. Con nó tôi không biết chạy mấy. Dạ. Rồi cho ông Thanh chạy đi mà bưng gạo. Chưa có làm đồ ngồi à? Ủa mình không có lấy gần hả? Có làm đồ ngồi rồi nhưng mà làm đồ ngồi biết sao. Bây giờ mình chạy dài dài cho mình tặng cho bà con. Lùi lên bớt đi cho nó nhẹ cái mũi. Cho nó ngẩng ghê cái mũi lên phải không? Công nhận cái vỏ để rộng ghê hồn. Thấy gạo anh thứ chút. Ủa ở bên đâu thì ta? Chú B ơi. Rồi. Chào chú. Rồi, chú ăn cơm chưa? Mới ăn cơm rồi hả? Dạ. À, bữa nay con thay mặt anh May và những người bạn của anh May ở bên Úc gửi tặng cho chú 10 kg gạo. Con để đây nha. Dạ. Còn đây là một dĩ thuốc cảm, khi nào mà cảm hay nhức đầu gì á, uống một viên. Uống chưa? Uống sau khi ăn nha. Ăn xong hả uống. Rồi con chúc nhiều sức khỏe con đi ạ. À. Dạ. Vì che nó khỏe sao thấy ngồi à? Đó, ngồi khỏe rồi đó, ngồi chỗ đó, khỏe đó.
Khỏe không chị? Ăn cơm gì đâu, không khỏe. Ăn cơm rồi được không? Con nghe nói tai biến bây giờ mình đi lại được không? Không. Cái tay mình bị liệt hay vậy hay sao? Dở lên được không? Ừ. Giờ này bên đó. Ừ. À, bị tai biến thì bị nửa bên. Ừ. Dạ con đến đây thăm dì, đây là phần quà của anh May và những người bạn anh May ở bên Úc gửi tặng cho dì, 10 kg gạo với một dĩ thuốc và một dĩ thuốc cảm. Thuốc cảm là dì ăn no rồi mới uống nha. Ừ. Uống mà thuốc này là thuốc cảm, mình nhức đầu chóng mặt gì đó uống vô. Rồi chúc mỗi lần uống một viên thôi nha. Rồi con chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn dạ. Dạ. Dì gửi tặng dì phần gạo. Đây là phần gạo của dạ, anh May và những người bạn bên Úc gửi tặng. Đây là dĩ thuốc cảm, mỗi lần uống một viên nha. Chút cái đầu hả? Dạ, cái đầu cảm á. Ăn no hả uống nha. Ừ. Rồi con đi ạ. Chào dì con đi. Dạ. Vô mấy người. Quên khẩu trang tôi bỏ đây rồi. Ba phần á. Ba phần. Anh sợ dính lên ba. Dạ trời ơi trời, mới bưng cái này được mà cái anh ở bên nhà bên hông cứu lên đó thôi cho ạ. Dạ dạ. Nè 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 em gửi tặng anh phần gạo, ông lấy thảo. Dạ này mình lên đất lên đừng cho ngập, bị ngập hả? Ừ, lành quá trời thấp luôn. Dạ em thay mặt anh May và những người bạn anh May ở bên Úc gửi tặng anh phần gạo. Dạ. Còn đây là thuốc cảm nha anh. Dạ. Mỗi lần uống chỉ một viên thôi. Uống chưa uống cái bụng no hả uống. Ừ. Rồi chúc nhiều sức khỏe ơn. Nha. Dạ. Đi ra đây. Cảm ơn tất cả. Dạ. Dạ. Xin chào. 2 4 6 7 con nè. Dạ, dữ vậy. Cho bác cho dầu được đó anh này. Ở đây có bà cụ nè anh May à, ở chung với bà cụ hả? Gì đó hả? Bà mới đi chùa vậy hả? Vậy mình cho chào cô hả? Dạ con chào cô. Dạ. Khỏe không cô? Đi đâu? Đi đâu hả? Đến thăm cô. Dạ không. Dạ. Ê gớt gớt 100 ngàn của cô đó kìa. Ngồi lụm nghe. Cái này là chai dầu của anh May gửi tặng cô. Còn đây vậy là hả? Phần quà của anh May và những người bạn ở bên Úc gửi tặng. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn mấy cô, mấy cậu. Dạ. Còn đây là dĩ thuốc cảm. Mỗi một lần bệnh là chỉ uống một lần thôi, một viên thôi. Một lần viên hả? Dạ, một lần viên á. No mới uống nha cô. Ừ. Ăn cơm no hả uống nha. Ờ. Đây con gửi. Cảm ơn, tôi cũng là bệnh hoài đó, không có viên không được. Dạ. Cô năm nay được nhiêu tuổi rồi? Cũng là 8 mấy rồi đó. 8 mấy ha. Dạ. 8 mấy cũng còn khỏe đó, con thấy cô gì là khỏe. Tiền bạc thì bà con chăm lo người, ít người cũng còn. Cái này là xài được mấy ngày vậy? Mấy ngày á. Mua thuốc uống nè. Dạ, dạ. Rồi có. Bây giờ cũng mừng rồi coi. Dạ, mừng lại hả? Dạ. Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ không được rồi, con đi chỗ khác nữa. Đi tới đâu? Dạ con đi dài dài với con tặng cho bà con nữa. Vậy hả? Dạ. Cho con đó, anh May gửi tặng cho bà 200 ngàn. Cảm ơn mấy cụ mấy cô. Rồi con chúc nhiều sức khỏe nha. Con đi con đi coi. Dạ. Con bơi muốn bơi nữa kìa. Muốn bơi nè là. Trời đưa hai tay ra đây là gớt cái xong cái bụng. Rồi tắt đi anh Sang. Cô ơi cô. Cô. Cô cặp cặp vô con tặng cô phần gạo. Cô ơi cô. Cô. Cô lên lấy gạo trước đi cô ơi. Lùi dịch ra ngoài hả cô? Mấy con đó là không muốn ở trong đó nữa, đó nó muốn ra ngoài chơi đó. Dạ. Nó thôi gồm chắc hai con mà ăn không được đâu. Nói đi dạ. À, phạm. Dừng lại. Cô, đây là phần quà của anh May và những người bạn ở bên Úc gửi tặng cô. Dạ, còn đây là dĩ thuốc cảm. Khi nào mình chóng mặt nhức đầu thì mình uống một viên. Uống trước khi uống cái bụng no nè cô. Ăn cơm xong hả uống? Qua hôm.
đi bằng dễ chết, hết lần rồi dễ chết vậy. Sao vậy? Vừa đi bắt Sư Giang, người ta kêu nhập viện, tôi nói tôi chưa ở không, tôi chưa nhập đâu. Anh đã đi kiếm mốt lúa ruộng tôi ăn rồi hả, tôi đi nhập viện sao? Tôi nói bà gái mà bằng bà chết, tôi nói không có sao đâu. Chứ không phải tôi chưa tới giờ tôi đi. Không phải, cái khi nó ổng nói là cái khi người ta một cái gì, một phút gì đó, 80, nhảy 80 lần, tôi có 52 à, ổng cái nhập viện liền đi. Dạ. Tôi nói ừ, tôi nói giống ừ, mà điều gì vậy đi. Cô ơi, làm thì mình làm suốt đời rồi, nhưng mà bệnh phải lo chị đi. Chị xong rồi về làm tiếp. Bỏ luôn ruộng nhóc chân gái kiếm ăn. Để dạ. Không có chuyện gì đâu. Dạ. Vậy chúc cô giữ sức khỏe nha, con đi nha. Chào cô, con đi. Ở không cái mà đồ mình hãy đi nhập viện. Không có lúc nữa không được đâu. Nào mà không đâu. Rồi, nuôi dịch tiếp. Đâu đây. Vậy là cái gì này? Cái này là liều mạng thôi chú. Sao cái mũi mình sao quên nó ngồi đó đúng rồi, chị ngồi xuống, ngồi xuống xích xích tới ngồi bên đây cho nó cân bằng cái vỏ lại mới được. Không phải, em lại em ngồi đang cho cái máy nó lái xuống. Sợ gom lên cục. Bởi vì nó dính cái bọc. Người ta ngồi cho chìm cái lái lại xuống cho anh dễ chạy đó, gom lên cục. Khúc này nhiều nè anh May. Khúc này nhiều nhà, khúc này tới 5-6 nhà. Anh sắp bọc thuốc lên luôn đây. Không, nhưng mà nãy anh quay một khúc rồi. Gì hả? Dạ, em đi theo. Ở đây cũng được. 1 nhà, 2 nhà, 3 nhà, 4 nhà. Này 4 nhà, 5 6 7 7 8 nhà. Đếm quả hết biết đường đếm luôn ạ. Chào cả gia đình. Rồi, bừng lên vậy luôn đó hả? Ừ. Tăng lực nha. Ôi dạ. Rồi lên lên, ai vác được gạo thì cứ lên. Lên. Đó. Lên 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 lên. Ừ, té là nằm nha. Nắm sức. Nắm được. Nặng hả? Em chỉ chợ té thôi chứ nặng không có nặng. Được rồi, từ từ đi. Chào chị. Dạ. Anh May và những người bạn ở bên Úc gửi tặng chị phần quà lấy thảo. Cái này là viên thuốc cảm. Giống như sổ mũi nhức đầu nó mạnh rồi đó, uống viên mà ăn cơm xong phải uống. Dạ. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha chị. Rồi qua bên đây. Ở đây ông cụ ngủ ở trên mệt mình. Ông lão ơi. Ủa ông lão ở đây với ai vậy vậy? Kêu ông ơi. Ông ngủ rồi. Không. Ông mở mắt. Để em kêu ông. Dạ. Ông nào kia thôi ông biết. Không. Ta lại cho đồ kìa. Dạ. Ai? Gửi tặng quà. Dạ đây là phần quà của anh May và những người bạn bên Úc gửi tặng ông ăn lấy thảo. Dạ đây là chai dầu nước xanh. Thuốc cảm đó nghe. Thuốc nhức đầu rồi đó. Cái này là thuốc cảm, khi nào mình cảm mình bệnh á thì mình uống một viên thôi nha.
Dạ, đây là 100 ngàn. Rồi chúc ông nhiều sức khỏe nha. Ừ, cầu chúc cho mình giỏi. Dạ, đi ông ơi. Chị à? Ôi trời, sao em không đem theo 1 ngàn nữa vậy? Rồi đây. 1 ngàn lẻ tuổi hả? Ừ. Dạ, chào chị. Ủa, mình làm gì có cá nhiều vậy? Kiếm mà chị. Ui, cá quá trời anh Mai ơi. Cá anh Mai, cá đồng nè. Rồi sao? Cái này cá là đổi phần gạo được không? Được. Cái bán cá có mua gạo mà đổi gạo cũng được. Dạ. À, đây là phần quà của anh Mai và những người bạn ở bên Úc gửi tặng chị ăn lấy Thảo. Bây giờ cho chứ không có đổi gạo. Rồi đây là thuốc cảm. Viên thuốc cảm này khi nào mình ho sổ mũi rồi đó thì mình sẽ uống một viên mà uống bụng no rồi hả uống nha chị. Rồi rồi chúc gia đình nhiều sức khỏe luôn. Còn cái cá gì chiều nay mình nấu gì không? Mình mua mà hả? À, chút xíu nữa mình trả lại đi. Chị đi bán liền chưa? Chưa đâu chị, em chưa có đi mới xong. Dạ còn dưới xong dưới mới xong. Đây. Bây giờ đủ chưa? Đủ mình chưa bưng nữa. Bưng lên mấy thằng đó. Đây, em gửi tặng chị. Ơ, tặng cô hay chị đây. Thấy trẻ quá vậy. Anh xúc cho đây. Cảm ơn nha. Dạ, đây là phần quà của anh Mai và những người bạn ở bên Úc gửi tặng. Cảm ơn anh Mai. Viên này viên thuốc cảm. Từ khi mà nóng chóng mặt nóng lạnh hay nhức đầu đó uống mỗi viên một lần viên thôi. Rồi ăn cơm xong mới uống. Dạ. Chúc nhiều sức khỏe nha. Nhà bên đây có ai? Của cô à con. Dạ, của cô hả? Dạ. Dạ. Dạ, đây là phần quà của anh Mai và những người bạn ở bên Úc gửi tặng. Con gửi cô. Chúc em đây là thuốc cảm. Ăn cơm xong rồi uống nha. Dạ. Uống lạnh nhức đầu rồi. Dạ không, cái này không hả cô. Mỗi người rất được dĩ. Dạ, rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Ngon nha cháu rồi cô. Dạ. Dạ. Đi ạ. Đi à, bưng hai phần nữa qua bên đây. Bên đây một phần hay hai phần ta? Dạ đây một phần. Thôi coi. Có cái mại này nè, còn có nhà của Úc với nhà Quỳnh đó chưa. Còn hai nhà phải không cô? Lấy phần nữa ba. Hả? Lấy một phần nữa. Bưng phần nữa ba. Một. Đi xong đi ông bưng lại mình đi. Lúc tôi hỏi mà có cất nhà trong này rồi. Nhà ngốc á. Nó mấy cách mà ngày ta thân đó. Chiều giác đi. Dạ, ba đi giác rồi. Chỉ cho mấy chị con này xuống cho gạo kiếm nè. Cái chị áo màu hồng á hả? Dạ dạ. Hai phần nữa đi, vậy hai phần nữa. Không, chị ở đó đi em vô. Chị ở đó đi. Hai phần nữa. Sao đẻ hoài vậy? Ủa cái này mình vô trong đây không được hả chị? Đi đường nào vô vậy? Này mình đi đường nào vô vậy? À, ăn trước hả? Nhà này mà nhà mặt bên sông bên đây. Cái nãy mình đi sông bên kia. Dạ. Nhà bên đó có ai nhà không chị? Dạ. Dạ, em thay mặt cho anh Mai. Đây nè, và những người bạn ở bên Úc, anh Mai gửi tặng phần quà. Cái này thuốc cảm. Dạ dạ, cảm ơn em. Cảm ơn. Lạnh uống viên thôi. Dạ dạ dạ. Và ăn cơm xong rồi uống. Dạ, cảm ơn nhiều nha. Rồi, chúc nhiều sức khỏe. Dạ, dạ. Chị chăm đó chị. Vô đây hả? Dạ. Chết lại. Vậy hả? Rồi, em gửi phần quà. Đây phần phần quà của anh Mai và những người bạn ở bên Úc của anh Mai gửi tặng. Dạ con. Còn đây là thuốc thuốc cảm. Dạ. Mỗi lần ho sổ mũi chỉ uống một viên thôi nha. Dạ. Nhưng mà ăn cơm no rồi hả uống. Cho em cảm ơn. Dạ, đây dạ. Anh Mai đây. Chúc nhiều sức khỏe nha chị. Em vô cắn em miếu rồi đi lên xuống là. Bỏ gì? Này cho quánh cho cá lắc lắc mầm nè. Rồi của cô nữa phải không? Cô này. Với dùm đó, ẩm dùm xong. Dạ. Đặt tao quay phim nữa. Dạ, không tặng ở đây đi, tặng ở đây đi chị. Tặng ở đây. Dạ, tặng ở đây đi cô. Đây, gửi gửi cô trước đi nha. Dạ, đây là phần quà của anh Mai và những người bạn ở bên Úc gửi tặng cô. Cảm ơn. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi gửi tặng chị luôn. Khóc mình khóc bà nội kìa, bà nội kìa. Chị có chị cho con cái em xin sức nó. Đây đây, nè, xuống nhận. Đây có phải không? Phải không? Phải. Trời nó khóc giống chết. Rồi được rồi. Rồi mình đi chỗ khác. Mình đi.
đi vòng vòng qua bên kia cho mấy cái cô và cô lớn đi không anh ơi mình á. Rồi tại cái vỏ máy mình chạy không được, cái lái nó không tới nước. Em bỏ về em chạy tuốt làm sao. Cách đường cho em đi cái ngồi đi đường này nè. Cái này là cái cây nó đang nổi hả? Cây trước ba la đó. Cái đó thẳng ba la vậy. Ủa cái này cái cục cây nó cứ ngắt mà. Đây rồi. Đường ta nhà cô trên đây hả cô? Dạ. Vậy con gửi cô luôn ở đây nha. Con gửi quà ở đây nha. Em lên bờ cho cô dễ. Rồi. Rồi con tặng cô ở đây đi ha. Dạ, đây là phần quà của anh May và những người bạn ở bên Úc gửi tặng cô. Dạ, dì cảm ơn anh. Dạ. Còn đây là dĩ thuốc cảm. Khi nào cô chóng mặt hay là sổ mũi gì đó, cô uống mỗi lần một viên mà uống cái bụng no hả uống hả cô? Dạ. Rồi con để đây. Dì cảm ơn cô. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe. Ủa chị ở đâu? Em ở bên đó đó chị. Hả? Em ở trên lộ bên đó. Chỗ cái nhà mà nãy chị Vân cho nó gửi tặng. Vậy em gửi tặng phần gạo luôn. Dạ. Đây là phần gạo của anh May và những người bạn ở bên Úc gửi tặng. Dạ em cảm ơn. Rồi. Rồi mình đi vòng bên kia. Bà cụ ở đây có nhà không con? Dạ có. Bà lão ơi. Bà làm gì đây? Bà. Cô Vân hả? Dạ, làm gì vậy bà? Ờ, ăn chậu đang giặt cái chiếu bữa ôm vô bỏ đây nè. Vậy hả? Dạ bữa nay con đến đây thăm bà, gửi tặng bà phần quà lấy Thảo. Đây là phần quà của anh May và những người bạn ở bên Úc gửi tặng. 10 kg gạo. Như một dĩ thuốc cảm, thuốc này mình ho hay sổ mũi thì mình uống mỗi lần một viên. Nhưng mà uống ăn cơm no là không uống nha bà. Và con để đây nha, chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ, dạ. Dạ con đi bà. Dạ, dạ. Chồng ơi, nó ngất mặt lên. Ở sau này mấy nhà cô? Ua đầm lắm mà. Hả? Mấy nhà luôn á. Đâu bà cụ đâu? Bà cụ cái nhà nằm trên đè lấy nằm ôm mất luôn rồi. Bà ta ở chín mươi tuổi chín mươi một tuổi. Chuyện là bên kia ở cỏ nghe bả nè. Ở ơn gì nè. Ủa không ai nuôi bà? Chào bà. Ở với trai Úc sắc bên nè. Chào bà cụ. Dạ. Bà cụ ăn uống rồi được không? Ăn uống được. Ăn cũng được hả? Thấy rõ không? 91 tuổi hả con? Dạ. 98 hả? Người ta 98 mà nó 91. 89. À, bữa nay con đến đây á là con có đem phần quà để tặng bà. Đây là phần quà của anh May và những người bạn ở bên Úc gửi tặng. Con để đây nha. Bạn giỏi. À, cái này là nhờ cô á, khi nào đây là thuốc cảm. Thuốc cảm khi nào cô bà cụ á nhức đầu sổ mũi gì đó, mình uống mỗi lần một viên. Nhưng mà uống ăn cơm no rồi không uống nha. Nhờ cô coi giùm nha. Dạ. Cái này thuốc cảm á cô, hay cảm mới uống nha cô, mà uống lần một viên thôi. Một viên ha. Dạ. Rồi con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Con đi bà. Dạ.
đi rồi. 98 thôi. Chào cô, cũng gửi tặng cô phần quà luôn nha. Cảm ơn. Dạ. Đây là phần quà của anh May và những người bạn ở bên Úc gửi tặng. Ừ, rồi gửi cô, chúc cô nhiều sức khỏe. Rồi xuống chứ đó. Rồi chị. Chào em, ở nhà với ai vậy? Dạ, vợ chồng. Hai chồng hả? Nhiêu tuổi rồi? 19 tuổi. 19 tuổi hả? Được một bé hả? Dạ. Rồi, chị đến đây thay mặt anh May và những người bạn ở bên Úc gửi tặng phần quà lấy Thảo dạ. nha. Để trong đây đi. Trời ơi, sập, sập, không được. Không cho để hả? Rồi, để đây, để đây. Rồi. Cảm ơn chị. Rồi, rồi chị đi nha. Mờ mờ đi đắng rồi. Bả mờ mắt thôi mờ mờ. Chào cô. Dạ, con cũng gửi tặng cô phần quà đó ha. Dạ, đây phần quà của anh May và những người bạn ở bên Úc gửi tặng. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe. Gửi lời thăm anh May mạnh khỏe. Dạ, anh May đang anh ngồi dưới vỏ kìa. Rồi đi con cô ơi. Rồi đi cô ơi. Anh May ngồi dưới vỏ. Chào cô. Dạ, dạ. Đây là phần quà của anh May và những người bạn ở bên Úc gửi tặng. Rồi con gửi cô. Rồi, rồi chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi. Rồi đi. Cô ơi. Chào cô. Rồi cô, hôm nay khỏe chưa? Nằm bệnh viện mới về 2-3 bữa nè. Nữa hả? Con gặp cô lần nào cũng nằm bệnh viện mới về hết trơn. Dạ, hôm nay con đến đây con thay mặt anh May và những người bạn bên Úc dạ. gửi tặng cô phần quà. Còn đây là dĩ thuốc này là thuốc cảm nè. Khi nào mình chống mặt sổ mũi thôi đó, mình uống một viên. Uống một viên mà uống bụng no hả uống nha cô. Ăn cơm rồi uống ha. Dạ, dạ. Đúng rồi. Ăn cơm mới uống mà mỗi lần uống chỉ một viên thôi nha. Rồi. Tối nay uống được không? Tối nay uống được, sáng mai uống được. Chứ uống. Vì tôi mới nằm bệnh viện mới người ta cho thuốc uống một tuần, tôi dạ. người ta cho thuốc uống nữa. Không, cô cứ để dành đi khi nào cô bệnh hả uống cũng được, chứ không phải là uống uống liền. Dạ. Cảm ơn. Dạ, rồi con đi nha. Đi cô ơi. Nhiều sức khỏe. Nhà này rồi nè. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà đó em lội dưới nước cho. Cái nhà này là rồi mình đi vô đây ông nó đang xây cây nước cho bả rồi bà nhớ không? Đúng rồi, cây nước kìa. Làm cái gì cục cục cái gì. Trời có đẹp kìa. Bả ông nào lão ơi. Quá, quá, quá. Trời con tìm bà vất vả quá. Con tưởng đâu bà làm gì bà đang gỗ hả? Tìm bà nãy giờ. Ồ. Nghĩ câu cá hả bà? Cỡ này câu không có. Dạ. Bà đang gỗ gì bán cái được nhiêu? 30 có, 20 có. Ngày ngày làm được mấy cái? Trời ơi, mà làm 3-4 ngày, 4-5 ngày được nhiêu đó rồi bắt đầu mới là lần một. Dạ. Vậy bà vô đi, chỗ này đi, chỗ này nè. Hay là qua đó. Mình nấu ăn ở ngoài này luôn hả? Nấu ăn. Kho thịt đường gì đó thì nấu mà này còn không thôi rồi nấu cơm nấu bằng. Ủa bà bắt cái gì mà nghe gồ gồ vậy? Bắt cái là vô. Bà không tắt cái gì con nghe. Tưởng là mua tưa không? Vô có mua tưa hả? À, bữa nay con đến đây tặng bà phần quà. Đây là phần quà của anh May và những người bạn ở bên Úc gửi tặng. Ừ. Rồi con để đây. Dạ còn đây là dĩ thuốc cảm. Khi nào mình sổ mũi với ho mình mới uống nha. Ừ. Uống mỗi lần là một viên. Cái thuốc của bên Úc đem về. Ăn cơm no mới uống nha. Thuốc cảm. Biết rồi. Dạ. Rồi, con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Con đi bà. Dạ. Đây là phần quà của anh May và những người bạn ở bên Úc gửi tặng bà. Bưng nổi không? Nổi không phải nổi. Với anh May gửi tặng 100.000. Được nổi không bà? Chút sao bể bên đó tí xíu không? Thì con để bên này đi. Chuyện lên hai phần nữa cho. Cho chú với chị này nữa. Chị này thì ở nhà cái đường hẻm mình mới đi vô hồi nãy.
Rồi sẵn đây em gửi chị ở đây luôn. Rồi phần quà của anh May và những người bạn ở bên Úc gửi tặng cho chú. Dạ, chị cảm ơn. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe. Em gửi cho chị luôn. Cảm ơn nha. Dạ, rồi. Rồi mình đi. Bây giờ ngay tiếp bài. Hả? Sao? Ai vợ được không? Ai? Ơn chọn. Ừ, ai? Hả? Đó, biết mình ha. Ừ, biết á, nhớ luôn á. Ổng đâu? Hình như em nghe cái giò. Ổng cái giò hả? Ổng đâu? Hả? Đâu? Trong bếp à. Ủa, này là ai nữa? Chú ổng hả? Ừ, ổng hả? Ủa, chú sao vậy? Mấy cái giò sao vậy? Trời ơi. Bị tai biến mà còn té giò. Chạy ra gãy giò. Dạ, bữa nay con đến thăm chú. À, đây là phần quà của anh May và những người bạn ở bên Úc gửi tặng chú. Dạ dạ. Cho 20.000 trong Positin. Kìa, mua Positin. Cảm ơn ấy. Cảm ơn. Ừ. Dạ đi mua gì giờ? Đi hả? Chạy tới mua xe tim á. Ổng té xe hay gì? Té này đó hả? Một phần quà lên anh về mặc áo đi, lấy phần quà lên tặng cho anh. Rồi anh gắng nuôi chú nha. Dạ. Đây tặng cho anh. Đi. Khỏi mặc còn dài đâu anh ơi. Mặc áo là lịch sự rồi. Đây ra đem tặng quà. Để cho gài cái nút áo. Rồi đây là phần quà của anh May và những người bạn ở bên Úc gửi tặng. Cảm ơn. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe nha. Đi lên nè. Dạ. Miếng ơi, cái gì vậy chia miếng ơi? Đá về kìa. Có bánh không? Có bánh không? Coi. Ê cái đó, coi cà phê. Cà phê, bịch cà phê với nước đá. Hai gà 20.000 chắc hết rồi đó. Chưa hết. Thôi, tao cũng chịu, cái đám ngồi hoặc cái cô. Mẹ đám ngồi không? Mặt mẹ không đẹp lắm, mẹ xuống hoài. Cô. Làm gì đó cô? Dạ. Bằng cỏ hả? Quá trời cái đám ngồi rồi. Nhà cô ở đâu? Đó, nhà giữa. Để chị bên đó. Dạ, nhà cô bên kia ha. Bên kia này mẹ cho em. Đó, này nhà của em. Dạ, thấy khỏi nhiều quá. Dạ, chị. Tại nãy con hỏi cái anh bên kia, anh nói cô cũng cũng khổ, hai vợ chồng á. Phải không? Phải. Dạ, gọi qua bên kia ha. Dạ. Có hai ông bà ở hỏi cô? Hai ông bà, ổng bệnh, còn có em, ổng em ở đi bệnh, coi bệnh à. Dạ. Còn ở... Dạ. Ba bốn nhà giữ. Giữ giùm hả? Giữ giùm. Thấy khỏi nhiều quá, tội nghiệp em. Dạ. Ê ơi, con chó nó chạy. Ừ. Dạ. Rồi, con... Xin chào cô, con thay mặt chào cô. Anh May ở bên Úc và những người bạn gửi tặng cô phần quà. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Để coi. Có gì đâu mà sủa. Đây cô ngồi đây nè. Dạ. Chào cô, làm gì đó? Lạch gạo. Lạch gạo hả? Ăn rau này được không? Nhai đứt không á? Ngổ mà, này con ngổ mà. Sao? Bóp giấm hả? Làm món gì ăn cô? Ăn canh. Dạ.
À, bữa nay con đến thăm cô, đây là phần quà của anh May và những người bạn bên Úc tặng cô. Đây, gạo, 10kg gạo. Rồi chúc cô khỏe nha. Dạ. Dạ con đi coi. Con đi nha. À, còn nhóm của dân và anh May cũng đã tặng hết 50 phần quà rồi. Người dân cũng thay mặt bà con của quê dân cảm ơn anh May và những người bạn của anh May. Anh cũng thay mặt mấy anh em, mấy chị em ở bên về Úc cũng cảm ơn tụi em có cái lòng, có cái công đi với anh để phát gạo cho bà con vùng sâu. Anh cũng rất giống như là có cái tấm lòng để mình giúp đỡ cho bà con dân nghèo ở đây vậy thôi. Vậy thôi. Chúc anh, chúc bà con và chúc mấy em này kia khỏe mạnh. Dạ, em cũng chúc anh May và những người bạn của anh May thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc để tiếp tục ủng hộ cho bà con ở quê em nữa. Rồi video của dân cũng xin kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ anh Sang ơi. Yeah.